Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh Khoan Pin Nội Địa Nhật của mình ha. Mình tên Sơn ở An Giang. Hôm nay mình có một số sản phẩm gửi tới anh em. Thì trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến với những anh em đã xem kênh và mua hàng ủng hộ bên kênh của em. Em cũng không làm mất thời gian của anh em. Em sẽ vô trực tiếp những cái sản phẩm đây luôn ha. Rồi do hôm bữa em đăng cái bán phụ kiện á, có một cái anh khách điện anh nhắc nhở là đợi lâu quá, cho nên thôi hôm nay em sẽ bán những cái dòng khoan pin máy điện rồi gì nội địa Nhật Úc đây ha. Xong rồi hết những cái máy móc, anh em nào không có nhu cầu mua phụ kiện á, thì không xem ha. Rồi anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện thì xem tiếp theo ha. Em sẽ quay phụ kiện ở cuối clip ha. Hôm nay em có về một số mặt hàng là mũi khoan bắn vít rồi gì đó chính hãng ha. Rồi nội địa Nhật cũ bãi cũng có ha. Rồi anh em xem cái nào mình bãi cũ mình có nói bãi cũ, còn cái nào mà nội địa, cái nào mà chính hãng thì sẽ có những cái thương hiệu có bọc có đồ đầy đủ ha anh em. Rồi rồi bây giờ mình cũng xin nói luôn là những cái máy, chiếc máy ở đây tất cả hàng nội địa cũ, em không bảo hành nha anh em. Em sẽ test full rồi gì hết cho anh em thôi. Rồi anh em nào thợ về thì câu đúng rồi gì này kia kia nọ em không nói. Rồi những anh em nào thích dọc dạch mua về không rành, tháo ra tháo vô gì đó, cha mở bò hay vệ sinh gì đó, hoặc là làm cái gì đó mà ảnh hưởng tới máy móc không chạy hư hao nó thì hỏng hóc, thì anh em gửi trực tiếp con máy đó về cho mình ha, mình sẽ kiểm tra lại ha. Rồi nó sẽ hư cái gì mình sẽ nhẹ thì mình sẽ dùm, còn nặng thì mình sẽ báo các anh em, rồi giá cả rồi khi nào sẽ được hay gì đó mình sẽ báo lại cho anh em ha. Rồi thôi mình cũng không làm mất thời gian, giờ có hai hình thức bên này là mua hàng bên em là chuyển khoản, cái nào bao ship em nói bao ship, cái nào không thì em nói không. COD là trước giờ em không bao giờ bao ship nha anh em, COD anh em trả tiền ship cho em ha. Rồi những anh em nào mua hàng bên em chuyển khoản hoặc là COD thì phải mua hàng lần đầu phải dặn cọc cho em thẻ cào 50k Viettel hoặc Mobi. Nó anh em nào dặn cọc hay là chuyển khoản gì thì tranh thủ dùm em ha, cho em một cái hẹn nhất định ha. Em đợi không được là coi như là hút cái thời gian đó, là cái đơn hàng nó tự động quỷ ha, em sẽ bán cho người khác. Rồi mong anh em thông cảm ha. Rồi vô ha anh em. Rồi con số 0 ha. Con số 0, con này Panasonic ha. 12V mắc in ra băng luôn nha anh em. Đây. Mắc in ra băng luôn ha. Rồi. Anh em xem kỹ ngoại hình giùm mình nha, 7207. Cái này máy pin sạc ha. Rồi. Pin dung lượng 4.0. Đây cái này có ông anh ông gửi, em cũng biết đóng pin gì nữa nhưng mà dung lượng là 4.0 trở lên ha. Rồi, có thể pin xe đạp điện nhưng mà ông test dung lượng rồi gì cũng kỹ lắm. Rồi có thể pin tím, có thể pin đi xin xanh ha. Tùy anh em hên xui, nhưng mà điều là dung lượng đã test kỹ càng là 4.0 ha. Rồi rồi sao con này bị gì vậy? Thôi con này bỏ qua đây để mình kiểm tra lại coi sao nó không chạy. Rồi rồi thôi tiếp theo đây con số 1, con đó nãy cũng quên đánh con số 0, cuối cùng cũng không bán được. Rồi con số 1 con cưa ha, 3500 nha anh em, rất là đẹp ha, con này tương đối còn mới chóc ha. Rồi cái lưỡi của nó đây, lưỡi này lưỡi hợp kim ha anh em, lưỡi hợp kim ha, cũng còn sạch sẽ nha. Rồi đó, nâng hạ lưỡi đây ha, đó mâm mâm nè ha, sáng chói ha anh em. Rồi ok, anh em xem kỹ ngoại hình cho mình nha. Đây đó, lưỡi này có đường kính là 1 tấc mốt nha anh em, 12V
Rồi pin đóng mới ha, đây ảnh có ghi rõ này, đợt sau này ảnh gửi qua có ghi rõ là pin xăng vô ha, mạch CF3S30A, cái này anh đã test dung lượng kỹ càng hết rồi, trên 4.0 ha. Rồi anh em xem kỹ giùm em ha, 3500 cưa một tấc mốt, nó lưỡi được hợp kim dính sẵn theo máy ha. Rồi test chạy ha. Máy chưa tháo luôn nha anh em, máy chưa tháo ha. Rồi rồi cái mở lưỡi còn đây ha. Máy này số 1 1,2 triệu, máy pin sạc pin bảo hành 1 tháng, rồi chuyển khoản bao ship nha anh em. Số 2 khoan ray quay ha, 1,2,3 ha. Rồi con này có 10-20 cấp trượt, một cấp khoan. Đây đầu kẹp 10 ly ha anh em, đeo tóc nè, thắng ha, đảo chiều chậm ha, nè chậm nè, nó nhanh nè. Rồi 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 tem mát còn đẹp ha nè anh em, xem kỹ màn hình giùm mình nha. Máy pin sạc pin lithium đóng mới, nó motor bên trong còn sáng ha. Rồi pin neon đóng mới ha, có đèn nha anh em, đầu kẹp 10 ly, tem mát motor bên trong còn sáng sạch sẽ đẹp luôn ha, đều tóc đầy đủ full tính năng ha, sạc phía trong này. Rồi máy pin sạc pin bảo hành 1 tháng ha anh em, có giá là 1,1 triệu, chuyển khoản bao ship nha anh em. Số 3 con vít Ryobi, con này là chiến ton bắn gỗ gì cũng thoải mái ha, hai cấp tốc độ nhanh chậm, chóc miếng da đây xíu thôi nhưng motor bên trong còn sáng đẹp luôn ha. Ryobi 1226 đó, đầu nè, đầu sạch sẽ luôn ha, ngon luôn ha, sáng từ trong ra ngoài luôn ha, không kẹt không gơ. Rồi thắng ha, đảo chiều rồi chậm nó nhanh nè, thắng ha. Rồi con số 3 máy pin sạc 1,950,000, chuyển khoản bao ship ha anh em. Rồi sơn đầu còn bóng luôn ha. Rồi đầu này còn rất đẹp luôn, rất ngon ha. 950,000 chuyển khoản bao ship ha. Con số 4 ha, khoan 108, con này nguyên bản của nó là không có điều tốt ha anh em. Đem đây, motor bên trong còn sáng sạch ha. Rồi 108 ha, máy pin sạc ha, số 4900, hai cấp tốc độ nhanh chậm này ha, 18 cấp trượt một cấp khoan. Rồi không gơ không kẹt ha anh em, đầu kẹp 10 ly ha, chậm này ha, nhanh ha, đó rồi sạc này ha, báo pin này ha anh em, đó 11.4 ha. Rồi máy pin sạc đó, máy pin sạc con này 900, chuyển khoản bao ship nha anh em, pin bảo hành 1 tháng. Rồi con số 5 ha, con mài ha, Hitachi 1404 ha, máy pin sạc 1,8 triệu ha, chuyển khoản bao ship ha, con này vệ sinh sạch sẽ, chai dầu mỡ đầy đủ ha. Đây tính năng này, báo pin ha. Rồi vỏ zin mạch zin, à, sạc adapter mạch kép sạc cân bằng đầy đủ ha anh em. Rồi anh em xem màn hình giùm mình nha, 14.4 ha, lưỡi đá 100. Máy đã vệ sinh, chai dầu mỡ đầy đủ, than này còn đầy cây luôn hết anh em. Rồi ok, 1,8 triệu, chuyển khoản bao ship hết anh em. Số 6 thân máy Ryobi, thân máy không nha anh em, pin này pin của mình ha, thân máy không Ryobi than rời ha, 14.4. Đây anh em xem ngoại hình giùm mình nha, còn móc luôn ha. Đây
450, thân máy 450 ha, 14.4, một con bắn díp 14.4, đậu không gơ không kẹt ha. Rồi. Đây bên ha. Bên này bên của mình ha, đây. Thắng ha. Rồi đèn ha. Rồi tắt ha. Đèn tắt. Chậm ha. Đảo chiều. Nhanh ha. Đảo chiều ha. Rồi. Con này thân máy không ha nè. 450. Thân máy không nha. Cắn vỏ pin vô cho nó đứng ha. Con số 7 ha. Thân máy 1225 bắn dít ha. Con này cũng khỏe, 12V thôi. Anh xem màn hình ha, đầu không gơ không kẹt nha anh em. Rồi. Con này thân máy vỏ pin nha. Đó, pin nè. Đó, bấm còn đèn nhá một cái ha. Pin đi kèm ha. Anh em là vậy có sạch pin kích lên ha. Đây. Đó, đèn rất có sáng luôn ha nè. Thắng ha, đảo chiều ha. Rồi, điều tốc thắng đảo chiều đầy đủ. Con này thân máy vỏ pin ha. 400k. Con nào mình bán thân máy vỏ pin là mình không có thân máy vỏ pin là mình không có bao ship nha anh em. Chuyển khoản mình cũng không có bao ship ha. COD anh em trả tiền ship cho mình ha. Rồi. Con này là thân máy không là 280 ha. Con này bắn vít 9.6 thôi nhưng mà nó mạnh lắm ha. Đây, than rời. 9.6 thôi. Đó. Đầu không gơ không kẹt ha nè. Bạn nữa coi có gơ không. Rồi, không gơ ha. Không gơ không kẹt. Anh em thấy dòng than gời mà cái cò này nè nó mạnh ha. Nếu không tin mình test thử cho anh em xem. Nãy giờ mấy con kia không test mà con này lại test. Test là mất thời gian nữa rồi. Đây, bắn một con hai con thôi nha anh em, tranh thủ ha. Đây ha. Ừ. 5 phân nha. Cái nữa ha. Rồi đó. Cách vậy thôi ha anh em. Thân máy không 280, anh em nào lấy cục pin này nữa 350 nữa ha. Pin này nè. Pin này mình đóng ly ông 3 sao rồi ha, lên 12V rồi ha anh em. Đó. Anh em nào lấy thì thêm 350 dùm cho mình, còn không là chỉ cái thân máy thôi nha. Thân máy không 280. Chỉ có 280.000 thôi. Đó. Với tiền phí ship nữa ha. Rồi. 280.000, thân máy 9.6, bắn dít như để luôn. Còn lấy cục pin thêm cho mình 350 nữa ha, pin 3 cell. Mạch lớn, mạch 28A ha. Rồi mình bảo hành pin này cho anh em sử dụng 1 tháng luôn ha. Rồi, máy pin sạc là thêm cho mình 350 nữa. Đó. Đây này thân máy không thì 280 ha anh em. Rồi. Ok. Con này thân máy vỏ pin 320.000 ha. Đó, cũng than rồi ha. Cò cũng cò đó luôn ha. Con này cũng mạnh ha. Con này là 6914D ha, 6914D than rồi ở đây ha. Rồi, những máy thân máy vỏ pin thì mình chưa vệ sinh ha. Rồi anh em về tự vệ sinh. Đây đầu không gơ không kẹt mới luôn ha. Đó. Nào nhích nhẹ tí nè, đó, chứ không phải là gơ ha. Rồi, than rồi luôn ha anh em. Con này ngoại hình xấu cho nên bán thân máy vỏ pin. Ngoại hình thì nó xấu đây xíu thôi. Đó, con như bình thường. Đó. Con này thân máy vỏ pin ha. Vỏ pin nó đây ha anh em. Giờ mình sẽ mở cục pin Makita test luôn ha. Rồi, đây. Điều tốc ha. Thắng ha, đảo chiều.
Rồi. Cục pin này pin mình đóng 6 cell, mạch nhỏ ha. Xài pin Sinowatt ha, dung lượng 5 chấm ha. Rồi, đầu không gơ không kẹt ha anh em. Nè, đều tóc nè, thắng nè, đảo chiều nè. Đó, rồi. Con này thân máy với vỏ pin là 320.000, 320.000 ha. Anh em nào lấy pin sạc á thì cho mình thêm 450 nữa ha. Rồi, quăng cái vỏ này lại. Lấy máy pin sạc chỗ này là gì là 450 nữa ha. 320. 450. Rồi, quăng cái vỏ này lại cho mình ha. Rồi ok. Thân máy vỏ pin 320. Rồi, Makita 12V. Này cũng vậy luôn, Makita 12V luôn. M694D ha, đời sau này ha anh em. Đó, đời sau Made in China ha. Xuất Nhật ha. Rồi, dòng này thì có đèn ở đây ha. Thân máy và vỏ pin nha anh em, thân máy và vỏ pin ha. Rồi, bê máy pin này anh em nào về có sạc pin anh em kích lên ha. Còn nếu như không có thì dùng biến thế gì đó, nguồn 12V, 16V gì đó kích lên ha. Thắng ha, đảo chiều. Rồi, đèn ha anh em. Rồi, đầu này. Rồi, không gơ ha. Nó, nè. Không kẹt luôn. Rồi, thân máy vỏ pin 390k ha. Đó, anh em muốn lấy cục pin này thì nó rồi đó. Pin sạc thêm 450 cho mình ha. Quăng cái vỏ lại cho mình ha. Rồi, thân máy vỏ pin 390k ha. Rồi, con số 11 ha. Rồi, con điện ha. Cơ kiếm điện. Cơ kiếm điện ha. Cơ kiếm điện Ojito. Con này 500W ha anh em. Cơ kiếm này nó không phải nó không có cái cỡ, nó này nó không có cái cỡ chứ không phải là nó mất nha anh em. Cái này là cái cỡ của nó luôn nè ha. Điểm tựa của nó luôn đó. Để anh em xem ngoại hình giùm mình đi ha. Con cò này chỗ này nó có cái khóa ha anh em, gạt xuống gì bóp mới được ha, còn bình thường bóp không được nha. Rồi chỉnh tốc độ đây mát nè, 5 cấp nữa nè. Nó tổng cộng 6 cấp ha. Rồi, đó, anh em xem ngoại hình giùm mình nha. Rồi, con này Hà Nội đi Úc, sản xuất tại China ha. Xuất Úc ha. Rồi, để em test máy nha anh em. Đây. Đó, cấp 2 ha. Cấp 3 ha. Cấp 4 ha. Cấp 5 ha. Cấp 6 ha. Mát nè. Không có điều tốc, con cò không có điều tốc nhưng mà chỉnh được tốc độ đây ha. Rồi, đủ cấp hết trơn ha anh em. Rồi anh em muốn gắn được cái lưỡi cưa kiếm á, anh em sẽ có cái lục giác chọn vô đây dặn ra ha. Rồi chọn cái lưỡi cưa kiếm vô đây siết lại ha. Rồi. Con này máy như thế này thì em bán là 1 triệu. 1 triệu ha, em tặng kèm theo một cái lưỡi cưa ha. Nó em tặng kèm theo anh em một cái lưỡi cưa. Đây. Lưỡi cưa. Đây, nhỏ chơi lớn luôn. Lưỡi cưa này nè. Tặng kèm cho anh em một cái lưỡi cưa nè. Đó. Tặng kèm cho anh em một cái lưỡi cưa này, anh em muốn lấy cái lưỡi cưa nè anh em lấy ha. Rồi 1 triệu chuyển khoản em bao ship luôn ha, tặng kèm một lưỡi thôi nha anh em, cái này một hộp này tới 5 lưỡi lận, tặng kèm một lưỡi thôi ha. Đây là cưa sắt nè, cưa sắt nè, cưa gỗ nè, đó cưa gỗ nè, đó rồi. Vậy lấy cái này 1 triệu em tặng kèm một cái lưỡi cưa anh em chọn ha, một lưỡi thôi nha anh em. Rồi chuyển khoản em bao ship luôn. Rồi tiếp theo là con số 13 là cưa đẻ Hitachi ha, lưỡi đá này 160 ha, lưỡi này lưỡi lớn anh em, 160, sử dụng điện 100V nha anh em. Đó, sử dụng điện 100V. Con này hôm nay em bán thanh lý ha.
Con này điện 100V nha anh em. Rồi test ha. Con này thì thắng nó hơi yếu ha. Đó. 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 Thắng một hai cái đầu thì mạnh nhưng mà mấy cái sau thì nó yếu ha. Đó. Rồi. Đó, hắn nó yếu dần ha. Rồi, con này anh em xem kỹ ngoại hình giùm mình ha. Con này mình bán thanh lý lỗ luôn ha. À, 450k. Hơi khó thấy xíu nhưng mà 450k nha anh em. Sử dụng điện 100V, dây dài, dây mềm ha, dẻo. Dây zin nó luôn ha. Đây. Rồi. Số 14 này em cũng thanh lý luôn ha. Thân máy Makita 14.4 tỉa cạnh ha. 350. Đó, Makita tỉa cạnh ha. Rồi. Này ha. Thằng nó bị găng đây xíu, em có dán keo lại ha. Rồi, nó bị găng nứt đây nè. Em dán keo lại rồi ha. Đẻ nút này vô bấm hay nè. Được. Lưỡi cưa này nó bị kẹt ha. Nó khi kẹt khi không ha. Đó, nó kẹt rồi đó. Nè ha. Tư ha, anh em nào gành về coi chỉnh lưỡi cưa lại ha. Rồi là 350. Đó. Chuyển khoản em bao ship luôn ha anh em. Chuyển khoản em bao ship luôn. Rồi, thân máy. Chỉ cần 14.4. Rồi. Tiếp theo. Đó. Con này là con thùng ha. Con thùng bê tông. Con thùng bê tông. Đây, nguyên thùng ha anh em. Giá nó 1.8 triệu ha. Đây ha anh em. Đây, anh em xem mình ha. Đó. 6813 ha. 6813. Rồi. Đó, mình sẽ kể cho mình ha, ngoại hình nha. Rồi. Rồi, con này phân búa phân thường nhanh chậm nằm đây ha. Bây giờ em test phân thường trước đi ha. Đó. Pin này là em để không gài lâu rồi, em chưa có sạc lại ha. Pin này nói chung là nó cũng còn cầm nhưng mà bữa nay em cũng không biết nó còn chạy không, để em bấm thử. Rồi, còn chạy ha anh em. Đó, em để cũng lâu rồi đó, hơn nửa tháng ha. Rồi, con này. Rồi đó, em sẽ đảo chiều ha. Rồi, tốc độ cao ha, tốc độ chậm ha anh em. Đây. Đảo chiều ha. Bên này nó còn cầm nhưng mà em sẽ không bao cầm, em sẽ bán là thân máy vỏ pin ha, pin zin sạc zin ha. Sạc zin sử dụng điện 100V anh em nhớ nhìn mình nha, cắm 220 là nó chết ha, tay cầm trợ lực đầy đủ ha. Rồi giờ tới test chức năng búa. Đây, tốc độ chậm này. Rồi, đều tốc đầy đủ ha anh em. Rồi. Nhanh đi. Ô đảo chiều cái đi. Rồi, nhanh ha.
Đây. Rồi. Rồi mạnh ha anh em. Rồi anh em xem lại lần ha. Rồi đây, cả thùng luôn ha. Rồi con này. Con này có giá là 1.800.000 chọn bộ ha. Máy pin sạc zin nhưng mà mình tính là vỏ pin, pin không bao cầm ha anh em. Mình nói trước nha. Pin niken zin còn cầm nhưng mình không bao cầm. Đó. 1.800.000 ha. 1.800.000 chọn thùng này ha. Chuyển khoản bao ship nha anh em. Chuyển khoản bao ship ha. Rồi đó coi như là xong cái phần mà là cái phần mà về máy móc nội địa Nhật cho Úc ha, pin và điện ha. Anh em xem con nào thấy thích hợp thì alo chốt cho mình ha. Rồi tiếp theo là phần phụ kiện Nhật đó, anh em nào muốn coi phụ kiện thì anh em sẽ tiếp theo cái clip của mình ha. Còn anh em nào không có ý định mua thì xem giải trí hay sao đó, hoặc là có thể là xem những chương trình khác ha. Rồi mà anh em tiếp tục xem cái phần mà dụng cụ ha. Đây còn cái chìa khóa ha. Đó, cái chìa khóa 22 dòng. 24 dòng ha, hai đầu, đầu 22, đầu 24 ha. Bãi Nhật nha anh em. Rồi. Cái này ha, em bán 100.000 luôn ha. 100.000 ha. Cái chìa khóa này bán 100.000 ha anh em. Chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Rồi, cái lưỡi cưa này ha. Lưỡi cưa này để em đo ha. Rồi 155 ha anh em, đường kính 155 ha. Đó, đường kính 155. Cái đường kính lỗ trong là nó 19-20 gì đó ha. Đường kính lỗ trong là 19-20 gì đó. Rồi, lưỡi cưa này là lưỡi cưa gỗ ha, bãi Nhật luôn ha anh em, 100.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi, em sẽ bán cái mớ này luôn ha. Em sẽ bán cái mớ này luôn. Đó, em sẽ bán cái mớ này luôn. Gồm có một cây sủi nữa ha. Cây này để dành sủi dỗ pin rồi vậy ha. Mấy cạnh ngóc ngách rồi vậy ha. Đó, một cây sủi. Rồi một cây sủi nè. Cây sủi miệng nè, hai cây dũa nè ha, hai dũa lá ha. Bài bản này phân ha. Rồi hai mặt luôn nha. Rồi một cái dũa lá này nữa ha. Đó, cái vô lá nhỏ này luôn ha. Bài bản này chắc cũng mấy ly vậy ha. Nó không tới 1 phân thì cái này là 6 ly, 7 ly. Cái này 1 phân ha, phân 1. Rồi. Đoạn bộ này ha. Đoạn bộ này em bán rẻ cho anh em luôn ha. 100.000 luôn ha. Rồi đoạn bộ này em bán 100.000 cho anh em ha. Về có nhu cầu vũa những cái vật nhỏ này vậy ha, là ngon ha. Rồi. 4 cây 100.000. Cái này là cái lưỡi cưa ha. Lưỡi cưa gỗ ha. Đây, mà bãi sao em lấy gan vậy luôn ha nè. Rồi. Ra ban luôn ha. Anh em thấy chữ ra ban không? Đây ha. Rồi. Nó sẽ ha, có hai cái nòng canh ha, một cái nòng ha. Hai cái nòng ha. Rồi. Đường kính của cái này là 125 ha. Rồi cái đường kính lỗ. Ồ, cái đường kính lỗ này nó có cái nòng canh rồi, khỏi ha. Hai cái nòng canh lớn nhỏ nè. Rồi nó còn đồ bảo vệ luôn nè ha. Rồi. Anh em xem giùm mình ha, đây. Đây. Đó. Rồi. Rồi. 200 ha anh em, 200. Lưỡi 125 ha anh em. Đúng không biết nữa. À lưỡi. Thôi mình đo đi cho nó chắc cú. Rồi, 125 ha anh em. Lưỡi 125, 200.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Cái này lưỡi như là lưỡi mới luôn á, chưa sử dụng. Rồi 200.000. Ok. Tiếp theo nữa ha.
Tiếp theo em sẽ có những cái đầu bắn vít ha. Nè. Đầu bắn vít Bake ha, BH1 ha anh em. Đây. Đầu bắn vít Bake BH1 ha. Chuyên mở những cái hộp pin, máy rồi máy pin rồi vậy ha. Mở máy rồi vậy đó. Anh em gắn vô cái vít bắn cho nó nhanh ha. Rồi, 30k một mũi ha anh em. Rồi cái này đầu hoa thị cũng chiên những mở những cái vỏ pin nati những cái máy nọc hoa thị ha, BH1 luôn ha. T10 chứ, mũi này là mũi T10 ha. Là nhỏ nhất ha, có cái lỗ ngoài đầu ha. Có cái lỗ ngoài đầu. Rồi. Như thế này 25 ngàn cây ha anh em. Đây, 25 ngàn cây. Rồi. Tiếp theo tới mũi khoan ha, mũi khoan 6 ly ha. Mũi khoan 6 ly. Mũi khoan 6 ly này là mũi khoan của đây Unica ha anh em, mũi khoan Nhật ha. Đó. Mũi khoan 6 ly nha, một tắc ha. Đây. Đó. Nhiều ha anh em. Rồi. Nè, mũi anh em thấy sắc sảo không? Từng chi tiết ha, 6 ly ha, chữ Nhật ha. Đó. Unica. Đó. Rồi. Khoan tường nha anh em, khoan tường Unica ha. Mũi Unica này khá nổi tiếng rồi ha. Rồi. 60k một mũi ha anh em, 60k một mũi 6 ly và một tắc ha. 60k một mũi. Đó, phụ kiện là không giá này không có gì, bao vận chuyển đâu ha anh em. Rồi. Anh em mua thì anh em phụ kiện thì anh em mua kèm những cái máy ở đây là đỡ tốn tiền ship thôi. Đó. Rồi. Anh mới mua rời thì anh em chịu khó trả phí ship cho mình ha. Rồi, 6 ly khoan tường, đuôi lục giác, gắn máy bắn vít ha. Mà anh em mua này về anh em gắn máy khoan cũng được, kẹp vô thôi, dặn vô thôi. Rồi, 60k mũi 6 ly. Này mũi 8 ly ha. Đây mũi 8 ly, một tắc 15 ha. Đó. Đây. Đó ha. Rồi, 8 ly cũng y vậy thôi ha. Đây. Rồi. Nó đầu nó đây ha anh em. Nó khoan tường luôn ha anh em. Một mũi thôi nha, một mũi như thế này ha. 85.000 ha anh em. Một mũi như thế này 85.000 ha. 8 ly, tắc 15. Cái này 10 ly. Cái này 10 ly, cũng Unica luôn ha. 10 ly một tắc 35 ha, dài ha. Rồi, 110.000 mũi nha anh em. 110.000 mũi. Đây, em xem ha. Đó. 10 ly ha, gắn lên đầu dầu vít luôn ha, bắn vít luôn ha. Đó, cái này rất tiện ha, anh em gắn vô đầu bắn vít, anh em khoan xong gỡ cái này ra, gắn cái đầu bắn vít vô bắt thiết bị ha. Đó, bắt thiết bị nhà vệ sinh, bắt đèn, bắt cái gì đó, máng điện gì đó ha. Nói chung là khoan tường. Rồi. 10 ly. Dài 135, gắn vô máy bắn vít ha. Đầu lục giác ha. Rồi. Khoan tường 110.000 mũi ha anh em. Rồi, tiếp theo. Đầu Bake ha. Đầu Bake này là nó dài 1 tấc 1 ha anh em. Đây chiều dài của nó từ mũi này xuống mũi này là 1 tấc 1, nó được hai đầu ha. Chỉ 25.000 một mũi thôi ha. Rồi, 1 tấc 1 25.000 mũi. Đầu này đầu Bake, thứ đầu Bake mình thông dụng mình đó, BH2 nè ha. Rồi. Của Makita luôn nha anh em. Đây, 25.000 mũi thôi ha. Rồi. Đây cũng là một cái đầu Bake nữa, nhà của hãng Kinh Tony đó. Đầu này đầu chuẩn luôn ha, đầu chuẩn luôn. Đầu chuẩn như đầu Makita đó luôn. Đó, anh em gắn cho con vít mình là đúng luôn ha, vít ở thị trường Việt Nam mình ha. Đó. Con này cũng BH2 nè, đó. Dài là 65mm ha, là 6 phần rưỡi. Đó. Một cái như vậy là 15.000 ha anh em, một cái như vậy 15.000. Rồi. Tiếp ha anh em. Anh em biết này là gì không? Cái con ốc để gắn vô cái máy á. Con ốc giữ đĩa để gắn vô cái máy ha. Lưỡi này lưỡi 100 ha anh em. Lưỡi này lưỡi 100 ha. Rồi đó. Nó gì nè ha. Sử dụng cho Makita ha. Nó gì nè, sử dụng cho Makita ha. Ở đây nó có nhựa ở đây nè ha anh em. Nhựa mềm ha. Còn cái máy cắt của mình, máy cắt điện của mình á là nó bằng sắt luôn. Cái này để gắn cho những máy pin nè. Đó. Nó có nhựa nè, nó lưỡi đá 100 ha. Rồi.
Ở đây mình có tổng cộng mấy bộ đó, thì anh em mua một bộ tức là gì nè, một cái trong một cái ngoài ha, cái trong cái ngoài, rồi gì là một bộ, bộ gì có giá 50.000 ha, chính hãng luôn ha, Akita quá khỏe luôn, khỏi đi đâu xa xôi mỗi giò ha anh em. Ok, gắn cho máy mài ha, gắn cho máy mài nha anh em, máy mài cầm tay thứ này nè mà cũng Makita ha. Rồi 50.000 một bộ vậy đó, trong ngoài. Rồi tiếp theo luôn đi là đầu tâm luôn đi. Mà đầu tâm là gắn bắn dít ha, đây có hít ha. Bắn dít lợp nóc nhà ha. Rồi, tâm bắn lợp nóc ton á, máy ton á. 8 ly. Đó, dài 45 ha, mili. Rồi, 4 phần gửi nè. Likota nha anh em, này có hít luôn nè ha. Rồi ok, đầu này là 15.000 một đầu ha anh em. Rồi, ok. Tiếp theo là mũi khoan ha. Mũi khoan Makita luôn, mũi khoan này mũi khoan 4 ly nha anh em, mũi khoan 4 ly. Đó, mình nghe nói là cái mũi khoan 4 ly này nè là khoan vô trong tường thẳng luôn, rồi lấy con vít dặn vô luôn. Rồi khỏi cần bắt thắt kê ha. Mình nghe nói vậy thôi chứ mình cũng không biết, mình chưa xài vậy bao giờ. Rồi, mũi khoan tường đuôi lục giác gắn vô máy bắn vít 4 ly, mỗi mũi gì là 25.000 anh em xem ha. Nó mỗi mũi gì 25.000 ha. Khoan tường nha anh em. Rồi. Phụ kiện này là không có bảo hành bảo gì đâu nha anh em. Mình nãy giờ mình cũng đi mua đồ mình cũng không thấy phụ kiện mà bảo hành ha. Rồi, đây. 5 ly ha. Mũi khoan tường Makita luôn, 5 ly. Đó, anh em xem kỹ giúp mình ha. Đó, đuôi lục giác. Đó, 30k. Chiều dài. Cái này đúng ra nó phải có cái chiều dài chứ sao, để em đo coi. Này 9 phần ha, 9 phần. Cái này 8 phần. Rồi, 4 ly là 8 phần, 5 ly là 9 phần. 6 ly. 6 ly là 1 tấc ha. Rồi, 6 ly là 1 tấc, nên xem kỹ với mình ha. Khoan tường đuôi lục giác ha. 35k một mũi ha anh em. 35k một mũi ha. Xích lên trên này đi. Cho nó dễ xíu ha. 35k một mũi. Rồi tiếp theo ha. Đây, mũi khoan tường 8 ly ha. Đuôi lục giác luôn, cũng Makita ha. Đây 8.0, đây chữ Makita nó in trên đây ha. Đó. Đang vậy luôn ha. Mũi này tắt luôn ha nè. Ở đây mình thấy để chữ gì ra băng vậy đây nè ha. 8 ly. Khoan tường 40.000 mũi ha anh em. Rồi tới mũi khoan gỗ ha. Mũi khoan gỗ phi 10, đường kính của mũi này 10 ha. Dài 1 tấc rưỡi ha. Tấc 5, 1 tấc 5, 5 tấc rưỡi đi. Rồi, 10 ly. Mũi khoan gỗ nha anh em. Đây nè. Mũi khoan gỗ gắn cây khoan hay gắn vít gì cũng được ha. Rồi. Khoan gỗ 10 ly. Đuôi cá. 55.000 mũi ha anh em. Mũi khoan này cũng là khoan gỗ luôn nha anh em, khoan gỗ nha, nhỏ xíu luôn ha. Khoan gỗ 3 ly. Khoan gỗ 3 ly ha. Dài 8 phân ha, khoan gỗ 3 ly dài 8 phân Makita luôn nha anh em, 20.000 mũi. Đuôi lục giác ha. Đây. Rồi. Khoan gỗ ha, đầu nhọn nhọn. Đây mũi này mũi khoan kính nha anh em, mũi khoan kính. Đó. Mũi khoan kính nó ký hiệu cái ly nè ha. Khoan kính với gạch men hay gì nè, nó ký hiệu đây nè, đó. Rồi anh em xem kỹ với mình ha. Đuôi lục giác. Những cái mũi Makita nó sẽ có ký hiệu Makita trên đây ha. Rồi, ký hiệu dòng chữ Makita, 6 phân rưỡi ha. Khoan kính 45.000 mũi ha anh em. Cái này giới thiệu rồi. Tới cái này. Ấy da. Ba cái lượt luôn.
đầu chuyển bu lông ha anh em, đầu chuyển vít sang bu lông, vít sang bu lông. Cái nhỏ nè là gọi là 1/4, 30.000 một mũi ha, 30.000 một mũi ha, 1/4 đừng kể, dài là 5 phân ha, 30.000 mũi. Cái này, cái này là loại dừa ha, này loại dừa là 3/8 ha. Đây, này loại dừa là 3/8 nha anh em, nó 3/8 dài cũng 5 phân luôn ha. Loại dừa 35.000 mũi ha. Cái này loại 1/2 thông dụng nè, đó anh em ơi xài cái này nè, vít sang bu lông 40.000 mũi ha. Đó, anh em muốn lấy cái nào tự cái cũng được, còn anh em muốn lấy nguyên bộ vậy ha, 30 với 30 là 6, 65, 105.000. Nếu như lấy 3 cái này em bớt cho anh em 5.000 luôn ha. Rồi, nếu như lấy 3 cái thì em bớt cho 5.000, 100.000 trọn bộ ha. Rồi, 100.000 trọn bộ 3 cái, 1, 2, 3. Đó, 1/2, 1/4, 3/8 ha. Rồi, trọn bộ là 105, nhưng mà lấy trọn bộ 3 cái thì em bớt cho 5.000. Còn mà lấy từ cái thì giá giữ nguyên ha, 1/2, 40, 1/4, 30, 3/8, 35 ha, của kinh Tony nha anh em. Đó, hãng kinh Tony đàng hoàng ha. Rồi, lưỡi cưa kiếm. Đây, lưỡi cưa kiếm có một loại Makita, thì em giới thiệu một loại Makita trước luôn ha. Lưỡi này là lưỡi tốt ha, 85.000 một lưỡi ha, 85.000 một lưỡi như thế này. Lưỡi này dùng để cưa gỗ nha anh em, cưa gỗ nè, cưa nhựa gỗ gắn vô cây cưa kiếm nè, đã vẽ hình nè, thấy không? Nó, cái mũi nó sẽ có hình dáng y chang như vậy ha, Makita trên đây ha, màu vàng ha, đó màu vàng anh em thấy ha. Rồi lưỡi này 85.000 một lưỡi, đó 8 inch thông số nè, 8 inch 203 nhân 18 nhân 1.0 nè. 1.0 là cái bề dày của lưỡi hay gì đó, còn 18 này là cái bề bản của lưỡi nè, 203 là chiều dài của lưỡi ha, ha anh em. Rồi, thông số của nhà sản xuất đưa ra ha. Đó, ra băng gì nè, có mấy chữ này mình không có biết đường rồi. Rồi, còn em xem cho mình ha, lú đầu nó ra nè, đó. Thôi để mình khui cho anh em coi luôn đi chứ, để chi vậy hoài. Đây, muốn coi hình thì coi hình, đó. À, Makita HCS ha. À. Rồi ha anh em. Hộp này tới 5 lưỡi lần nha, mỗi một lưỡi thôi nha. Này giá em báo mỗi một lưỡi thôi là 85k ha. Rồi. Cái này cũng vậy luôn. Cái này là cưa bot mà cưa gỗ ha. Đây, cưa gỗ. Lưỡi cưa gỗ, mã số đây ha anh em. Nó 225 19 1.25 ha. 1K ha. Đây. Rồi, boss nha anh em. Để em khui cho anh em xem ha. Rồi nó không chịu ra. Đây ha. Đây. Đó. Boss đàng hoàng nha anh em. 1K trang ha. Rồi, lưỡi cưa gỗ dùng để gắn những cái cây cưa kiếm ha anh em. Anh em nhà ai có cưa kiếm thì mua những cái thứ này ha, về sử dụng gia đình, cưa cây, cưa gỗ, tỉa cành, cưa gì đó, lặt vặt gì đó của anh em đó, đóng bàn, đóng ghế, đóng tủ gì đó. Rồi, cái này là cưa gỗ ha, bót dài nha, cái này 225, cái này 203, cái này cũng 225 mà dài nè, nhưng mà cái này là để cưa sắt ha. Lưỡi cưa này là cưa sắt nè, ống nè, nó cắt sắt đó, lưỡi dài ha. Rồi 225 19 0.9 ha. Đó. Khui luôn. Đây. Đây ha anh em. Boss đàng hoàng ha. Rất đẹp. Ok. Rồi, như thế này một lưỡi 50.000. Ha, lưỡi 50.000.
Rồi đây. Cái tiếp theo, thằng này cưa sắt không? Cái tiếp theo này cũng là cưa sắt luôn nha anh em, ký hiệu sắt như thế này ha. Đó. Cưa tối đa những cái miếng sắt dày bề bản như miếng miếng ton như thế này á thì 3 cho tới 8 ly ha. 3 cho tới 8 ly, miếng ton như thế này, miếng ton là miếng ton bự gì nè. Là 3 tới 8 ly. Còn những cái miếng sắt V, sắt tròn, sắt hộp nè thì 10 cho tới 100 ml ha. Đó. 10 ml cho tới 100 ml ha. Rồi. Chính hãng Boss ha nè. Anh em muốn chính hãng mới thì có chính hãng mới ha. Anh em muốn nội địa Nhật cũ thì có nội địa Nhật cũ ha. Đó, anh em có cái máu chơi như thế nào thì mình có cái đó ha. Rồi ha, cưa sắt đó, đợi cưa kiếm nha anh em, gắn vô những cái máy cưa kiếm ha. Rồi 922 BDF gì đó, BF gì đó ha. Rồi mã số cái gì mình có rõ ràng trên đây hết, anh em muốn lấy cái nào thì điện chốt nói rõ với mình ha. Rồi 40k một lưỡi đó, 150 19 0,9 ha, 40k một lưỡi, Boss chính hãng ha. Rồi rồi tổng quan lại thì chị mình chỉ có bao nhiêu chiếc máy thôi hả nè, đó máy là bao nhiêu đó. Rồi phụ kiện thì đây ha, đó rồi anh em xem giá cả thông số máy móc gì đó ha. Rồi ok hết, cái nào hợp lý hợp lại anh em alo chốt hàng với mình ha, chuyển khoản hay là COD dàn cọc gì đó, mua hàng đầu tiên thì dàn cọc, mua lần thứ hai thứ ba thứ tư thì khỏi ha. Rồi nếu như mà chuyển khoản hay COD dàn cọc gì đó cho mình cái hẹn đúng chính xác ha, sau cái hẹn đó anh em nếu như không có dàn cọc được kẹp hay gì đó cho mình lại một cái hẹn ha, nếu như mà cái hẹn sau nữa không được nữa là coi như là mình sẽ bán cho người khác ha, tại vì nhiều người thực sự người ta cần cái đó hơn ha, thì người ta sẽ làm gục gục gục, người ta cần thiết hơn ha. Đó rồi mình chỉ nói vậy thôi. Rồi những cái đơn hàng nào mà anh em chốt với mình rồi mà mình không thấy chuyển khoản, không thấy dàn cọc đó, đơn hàng nó tự động hủy ha anh em. Rồi mình sẽ đăng những cái sản phẩm đó bán lại sao ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip và ủng hộ. Rồi chào tạm biệt anh em, chúc anh em một buổi tối tốt lành, vui vẻ. Chào tạm biệt anh em.